Ok không? Mình vẫn phải theo dõi nhé, trong vòng 24 đến 48 giờ mình theo dõi xem mình có tăng tức quá không, còn thì có thể mình có một cái gì đó tích cực thôi. Đó là bên anh sẽ có điều tra khoảng 2 giờ trong vòng 24 đến 48 giờ. Thank you.
Thank you.